Lời Bác Hồ dạy, ngày này năm xưa. Lời Bác Hồ dạy, ngày này năm xưa. Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội. Đây là lời phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội nghị cán bộ chỉ huy cấp trung đoàn, đại đoàn tham gia chiến dịch biên giới ngày 11 tháng 9 năm 1950. Kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam thực chất là sự cụ thể hóa đường lối, chủ trương, điều lệ của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt nhấn mạnh, bên cạnh lý tưởng chiến đấu, kỷ luật quân đội là điểm mấu chốt tạo nên sự thống nhất cao độ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là trên chiến trường. Do vậy, kỷ luật là động lực vô cùng quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội. Người luôn yêu cầu mọi cán bộ chiến sĩ trong toàn quân phải chấp hành kỷ luật một cách tự giác và nghiêm minh. Đối với mệnh lệnh cấp trên ban xuống thì phải tuyệt đối phục tùng và triệt để thi hành. Báo cáo từ dưới lên trên phải thật thà, nhanh chóng và thiết thực. Là cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tổ chức. Số ít phải phục tùng đa số, địa phương phục tùng trung ương. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng lưu ý kỷ luật phải được thi hành bình đẳng, nhất quán, triệt để từ trên xuống dưới, không phân biệt đối xử. Lịch sử hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội ta cho thấy quan điểm kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội, của Bác thực sự là một di sản tư tưởng, lý luận quý báu, một nguyên tắc đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam từ một đội quân du kích lúc ban đầu trở thành một đội quân có ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn kiên định trước mọi khó khăn, thử thách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh, đủ sức đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp xây dựng quân đội hiện nay, để duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, cùng với việc chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp cần phải làm tốt công tác giáo dục, tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật trong đơn vị, tiến hành xử lý nghiêm, triệt để mọi vụ việc vi phạm kỷ luật theo đúng quy định. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải là những cán bộ luôn gương mẫu, tận tụy trong công tác, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, làm tấm gương sáng cho bộ đội học tập, noi theo. Có như vậy, kỷ luật của quân đội ta mới thật sự là nghiêm minh, tự giác, tạo nền móng xây dựng sự đoàn kết, nhất trí xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.